Em ở nhà không ôn bài á, cứ ôn một ngày nghỉ, một ngày ôn bài, xong một ngày cho em đi thi. Không gì của tụi em ở đây nhà tụi em đi chơi. Nó là một nhóm nữa. Đúng lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.